Lời đầu chân đi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi hô cho miền Tổ quốc. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube của em làm phát triển. Em cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như lời động viên các bác ở kênh YouTube để kênh em hoàn thiện. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 thì em cũng xin hân hạnh giới thiệu các bác ba sản phẩm đầu đĩa CD. Một chiếc là Wheeler PD515, một chiếc là Victor XL Z701, và chiếc thứ ba là chiếc Soli CDP55. Em cũng xin quay cận cảnh cũng như em báo giá từng sản phẩm để cho các bác chọn lựa luôn. Và em xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Cách thức mua hàng bên em là các bác chuyển đủ tiền thì được bao ship, và bên em không ship hàng COD. Các bác nhận hàng test kiểm tra hàng không lỗi đó nhá, hàng không lỗi đúng sản phẩm thì là hết trách nhiệm của em. Còn các bác kiểm tra không đúng sản phẩm, hàng bị lỗi, các bác chuyển gửi trả lại em, đóng gói cẩn thận và chuyển gửi cho em. Tiền các bác em hoàn đủ 100% nhé, bác không mất một đồng nào cả. Thứ hai nữa là các bác có thể đổi sang sản phẩm khác theo ý muốn của mình, còn không thì em hoàn lại tiền. Cái thức mua hàng của em đấy, em bán hàng này đến tay các bác chứ không phải là bán ở giữa đường nhé. Em xin giới thiệu các sản phẩm đầu tiên. Ở đây là chiếc đầu của hãng Pioneer với model là PD515. Chữ đầu này thì nó sở hữu size ngang là 42 các bác nhé. Đấy, mặt mũi thì em này cũng còn tương đối rất là đẹp các bác. Nó dùng hai con giải mã PCM56P, chất âm rất ngọt ngào và chi tiết các bác nhé. Đấy, đây là phần mặt của nó, đây là phần lắp lưng cũng tương đối là đẹp, cũng không bị cấn móp gì cả. Đấy, cấn móp gì. Đây, ở mặt sau con này thì nó có cả đường, ngoài đường áo lốc ra thì có đường cổng quang này, rồi là đường đường cổng quang, các bác gạt đây nó lên đỏ này. Đấy, 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 và đường cốt xoan. Ở sơ đi máy của con này là 1028689 ạ. Rồi, 689. Đấy, con này thì không bị cấn móp gì cả. Mắt đọc tốt đâu nhá. Móc zin nguyên bản luôn. Nhận bài ngay. Đọc tốt các bạn nhé. Thì chiếc đầu Pioneer PD515 này em bán với giá là 1,2 triệu đồng thôi nhé. 1,2 triệu đồng bao ship toàn quốc cho các bác. Đấy. Tiếp đến là con đầu Victor XL Z701. Em này thì thuộc dạng gấu rồi, ở xưởng của nó là 89,8 ngàn yên, nó tương đương với con Sony 337-338 nhé. Rồi là đầu lông 1610. Thế nhưng mà giá hiện tại thì của em nó lại rẻ hơn các bác nhiều. Đấy, về chất âm cũng chạy hai con 56 các bác nhé, thì là 56P. Bạn đọc của Victor các bác rồi, rất là trâu bò và bền bỉ, không kén đĩa. Đấy. Con này nặng 8,5 kg các bác ạ. Rất nặng, cái phía dưới này nó ốp, nó vỗ nữa phía dưới này. Đấy, máy lại mặt mũi còn đẹp. Con này mặt mũi rất là đẹp, chỉ có mỗi cái phần cái đồng hồ quát này là do thời gian nó hơi bụi, có vết bụi trong thôi các bạn, hơi bụi trong thôi. Đây, đấy, còn lại mắt đọc tốt này, mặt đẹp này. Đấy, chất âm hay, dày dặn. Đấy, hình đấy ạ.
anh em bảo đấy ạ. Không bị cấn móp gì. Đấy, không bị cấn móp gì cả. Đường ra hai đường ra lốc mạ vàng và đường cô xoắn cũng mạ vàng. À, đường cổng quang. Đây cũng như bật lên cũng thấy này. Đây đỏ này. Đấy. Đây. Xe máy của con này là 11203320. Con này đẹp không cấn móp. Cái móc zinc nguyên bản. Này. Nhận bài ngay. Hàng Victor những cái dòng này bây giờ nó rất là hiếm có các bác ạ, thị trường. Đấy, và toàn bộ hàng bây giờ thì hàng biên giới không về được, toàn bộ phải đi hàng máy bay. Thì giá cước nó rất là cao các bác tính ạ, 210.000 một kg. Đấy, mỗi sản phẩm chẳng hạn như cái xích đầu này bây giờ nó là 8,5 kg đóng vào nữa nó rơi vào tầm 9 cân rưỡi các bác, ít nhất phải 1 cân vỏ nữa. Đấy. Thì nó rơi vào tầm 2 triệu hơn 2 triệu về chưa tính tiền mua nhé, chưa tính tiền mua hàng hay đồng tiền cân của nó này. Đấy, nó đã tiền triệu rồi các bạn. Thì chiếc đầu Victor Z701 này em bán với giá là 3,2 triệu đồng nhé, bao ship toàn quốc cho các bác. Đấy, nào có nhu cầu thì cứ liên hệ tiếp với em. Đấy, số máy của em là 0907-223-269 ạ. Tiếp đến chiếc đầu Soli rất là nhỏ gọn và xinh xắn. Đấy. Size ngang là 43, chiều cao của nó đây là từ 8cm ạ. 8cm. Đấy, mắt đọc 121. Rất là tốt các cô nhé. Mà đọc tốt luôn. Đấy. Bụng tay là đâu? Con này chạy con nó giải mã bây giờ là 54, rất là dày dặn và chi tiết. Giá xuất xưởng của nó là cũng rất là cao, nó 49,8 ngàn yên các bạn, không phải rẻ tiền đâu. Đấy. Thì chiếc này về đây có vết sữa này, con này mà tên nó có vết sữa này. Đấy. Phần nắp lưng thì đây là cũng có trời không nhé, trời đây. Đấy, có trời rất là chắc chắn. Đây là mặt sau. Mặt sau đây nó trên lớp mạ vàng, do các bác cái sử dụng những bậc cái cạo gì ở đây này, con này đấy, nó bay một chút đây. Đấy, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì các bác nhé, không ảnh hưởng gì chất âm này. Đấy. Đây mặt sau. Ơi xe máy của con này là 232220. Đấy. Xuất tại Nhật Bản. Con này thì nó chỉ có một đường alloc ra thôi ạ. Đấy, thêm cái nguồn alloc ra nữa. Mắt đọc tốt, máy móc zin nguyên bản. Âm nó hay. Thì con Soli CP55 này em bán với giá là 1,2 triệu đồng, bao ship toàn quốc cho các bác ạ. Đấy. Này, cái vết xước này hay là cái phần trên này các này. Nó có cái vết xước mờ. Đấy. Còn lại thì không bị cấn móp gì cả. Máy móc xinh nguyên bản. Đấy. Thì hôm nay thì em có
ba sản phẩm để giới thiệu đến các bác để các bác chọn lựa. Các bác nào có nhu cầu thì hãy để tiếp em với số máy là 0907 223 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Đấy. Trước khi em gửi hàng đi thì em đều làm cái video test để quay chi tiết cho các bác cũng như hình ảnh. Đấy, các bác ưng thì em gửi hàng, không ưng thì em hoàn lại tiền và có thể các bác chuyển sang sản phẩm khác để theo ý của mình. Em xin phép được dừng video tại đây. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video lần sau.